ta là con cháu của hồ đảng là đảng cộng sản việt nam dân tộc là dân tộc việt nam đất nước này nhất định phải phát triển đi lên không được phép tụt hậu so với các nước khác không cam chịu kém người khác với quyết tâm ý chí như vậy cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy củi khô củi vừa vừa cháy củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải phải phải, phải nóng nhóm lên tất cả các cơ quan vào cuộc ra đứng ngoài đâu mà không thể đứng ngoài được tôi nói là tiền cũng quý nhưng chết không mang theo được tiền danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất nụ cười tươi giói của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lời tiễn biệt nghẹn ngào của đồng bào tây nguyên đây là hình ảnh ghi lại nụ cười tươi giói vui vẻ thoải mái nhất của tổng bí thư nguyễn phú trọng khi đồng chí đến thăm và làm việc tại đắk lắc trên cương vị lãnh đạo đảng nhà nước Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong những chuyến đến thăm và làm việc đó, đồng chí Tổng bí thư luôn tận tình quan tâm, chăn trở với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, làm sao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng khó khăn. Chính vì thế mà trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như một người anh, người bác đáng kính vô cùng. Nụ cười ấm áp của Tổng Bí Thư ở Tây Nguyên Ai cũng muốn Tổng Bí Thư sống thật lâu là nhân chứng sống của một dân tộc. Xong điều gì đến rồi cũng đã đến. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đi gặp Bác Hồ. Đây là sự mất mát lớn của cả dân tộc Việt Nam. Hàng triệu trái tim quặn đau, nhân dân Hà Nội đã thay mặt cho cả nước mang những bó hoa đến viếng đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ngay trong đêm 19 tháng 7 năm 2024 tại nhà riêng ở phố Thiền Quang, ngay trong đêm đầu bác ra đi và có lẽ trong những ngày tiếp theo khắp cả nước không ai bảo ai họ sẽ xếp hàng cứ về đây xếp hàng nhiều giờ có khi cả ngày để được vào nơi ở của người bái lại trước anh linh của tổng bí thư bao nhiêu giọt nước mắt đã lăn dài trên má mỗi người người dân việt nam tiếc thương tổng bí thư nguyễn phú trọng bạn bè thế giới và các phương tiện truyền thông quốc tế đã nghiêng mình trước tổng bí thư nguyễn phú trọng Cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng luôn vì nước vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng là người học trò xuất sắc gần gũi với Bác Hồ. Mọi chức vụ, mọi trọng trách bác cũng hoàn thành. Khi nghỉ hưu vẫn canh cánh lo cho sự phát triển của đất nước, lo cho dân. Sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tổng bí thư nguyễn phú trọng không chỉ đến thăm và làm việc với mục tiêu chính trị hay kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của đồng bào các dân tộc tây nguyên đồng chí luôn chăn trở và tìm cách để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng khó khăn điều này cho thấy một tinh thần trách nhiệm và sự chăm lo tận tụy của người lãnh đạo luôn hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện sống cho nhân dân sáng 11 tháng 11 năm 2018, hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất của đảng, một nguyên thủ quốc gia bước xuống xe với sự bình dị gần gũi, nét mặt luôn tươi sáng dạng ngời, thân thiện, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng ông Nguyễn Năng Lưu. Ông Nguyễn Năng Lưu nhớ lại, hơn 30 phút nói chuyện của Tổng Bí Thư với người dân Tây Nguyên như một buổi nói chuyện của người cha trong một gia đình các dân tộc anh em, với ngôn ngữ gần gũi, đơn giản, dễ hiểu, dễ nghe, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc lắng động. Cuối buổi nói chuyện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại và nhấn mạnh câu nói của bác Hồ, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Sau khi tặng quà cho người dân và cùng thực hiện nghi lễ trao vòng đồng, thưởng thức rượu cần theo nghi lễ truyền thống của người ED, Ban tổ chức ngày hội mời Tổng bí thư trồng cây lưu niệm, một hình ảnh rất ấn tượng mà ông Nguyễn Năng Lưu nhớ mãi là người lãnh đạo cao nhất của đảng. Nhà nước đã hơn 70 tuổi với mái tóc bạc phơ, cầm cuốc hăng hái cuốc đất trồng cây như người nông dân thực thụ. Ra về, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ chối đoàn đi tiễn và dặn dò, các đồng chí phải ở lại với dân, gặp gỡ dân nhiều hơn, nghe dân phản ánh nhiều hơn, không ai phải tiễn bác. Bác có lái xe đưa ra sân bay là được rồi, và bây giờ khi nghe tin bác mất, cả dân tộc lòng nặng chịu. Bà con Tây Nguyên mất đi một người đồng chí đáng kính, một vị lãnh đạo đáng tự hào. Tiếc thương bác Nguyễn Phú Trọng. Thương bác chẳng được nghỉ ngơi, chọn đời chưa được thành thơi an nhàn. Chào ôi thương bác vô vàn, miệt mài vì nước chứa chan ân tình. Bác Trọng, bác Hồ Chí Minh, tận tâm tận lực tận tình sát son. Tận trung tận hiếu nước non, tấm lòng tận tụy đến mòn kiệt hơi tấm gương trong sáng tuyệt vời vì dân vì nước cuộc đời thanh cao trí nhân đạo đức sáng cao nhân dân yêu mến biết bao nhiêu tình giờ đây bác đã đi xa tràn dâng nước mắt xót xa vô cùng nghẹn ngào ngấn lệ dưng dưng quân dân thương bác quá chừng buồn đau than ôi sinh tử cơ cầu đời người ai tránh được đâu vô thường trẻ già nhỏ lệ tiếc thương nghe tin bác mất sầu vương nghẹn lời bác về nơi chốn thần tiên, Tây phương cảnh vật Phật tiên cõi trời, nén lòng con viết mấy lời, thành tâm kính viếng bác thời tiễn đưa. Trời sầu nhỏ lệ tuôn mưa, tiếc thương bác đó tiễn đưa sụt rồi, quốc tang dân chúng ngậm ngùi, yên lòng an nghỉ cõi trời bác ơi. Trong lúc tiếp xúc với cán bộ nhân dân, bác cười hiền hậu, sảng khoái và vui vẻ nụ cười của tổng bí thư không chỉ là biểu hiện của niềm vui mà còn là dấu hiệu của sự gắn kết và tôn trọng khi nhìn thấy nụ cười này người dân tây nguyên cảm nhận được sự ấm áp sự gần gũi và tình cảm chân thành không chỉ đến từ người lãnh đạo mà còn đến từ người anh người chú đi trước đây chính là lý do vì sao trong lòng đồng bào các dân tộc tây nguyên tổng bí thư nguyễn phú trọng được xem như một người anh người bác đáng kính vô cùng những chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí Thư tại các tỉnh Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị mà còn mang lại những giá trị tinh thần to lớn. Đồng chí đã trực tiếp lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn nguyện vọng của đồng bào. Qua đó, ông đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những vùng khó khăn. Cùng trung tâm trạng có người vẫn nhớ những cử chỉ ân cần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm và dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại xã ông chính là người vinh dự được thay mặt bà con buôn làng tặng tổng bí thư nguyễn phú trọng chiếc áo thổ cẩm truyền thống của người ế đê ông idahun homok chia sẻ bác nói rằng bà con phải tập trung sản xuất để nâng cao đời sống con em thì phải được học hành là mong muốn của bác đến bây giờ bà con đã đủ ăn đủ mặc con cái được học hành đấy là điều rất phấn khởi bà con buôn làng rất cảm ơn tình cảm sâu sắc của bác đã dành cho bà con Đơ Cà Măn. Già làng Kasahatang mắt rưng rưng lệ hay tin Tổng Bí Thư từ Trần suốt đêm qua ông Hatang chập trần, không thể nào ngủ yên giấc được. Ông Tang nói, trước đó một ngày nghe báo chí thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng Bí Thư, gia đình tôi cũng như bà con trong xã ai cũng lo lắng. Bản thân tôi vẫn thầm chúc cho Tổng Bí Thư, sớm bình phục để tiếp tục cống hiến phục vụ đất nước nhưng tiếc quá theo ông Ha tang trong con mắt cái bụng của người cơ ho trên cao nguyên lang biang này tổng bí thư nguyễn phú trọng là một con người mẫu mực đức tài vẹn toàn một đời sống giản dị liêm khiết vì nước vì dân những gì tổng bí thư nói những việc tổng bí thư làm bà con chúng tôi đều theo dõi thấy rõ đã nói là làm nói ít làm nhiều làm có hiệu quả ông hà tang nói cũng theo vị già làng được mọi người kính trọng này dưới thời lãnh đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng bà con cơ ho thấy rõ nhất là công cuộc chỉnh đốn đảng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng lan tỏa trên dưới đồng lòng từ trung ương xuống địa phương trở về trở về đất mẹ quê cha hóa thành quả ngọt hương hoa trên đồng trở về với núi với sông hóa thành gió mát nơi không ưu phiền Trở về thế giới người hiền, tiếng thơm còn mãi khắp miền cỏ hoa. Ngàn năm mây trắng đã xa, có mưa có nắng vượt qua tháng ngày. Người đi chưa hết đắm say, trần gian còn những đắng cay vui buồn. Ở trên cao ấy ngọn nguồn. Hình như nhìn lại, người luôn mỉm cười. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2024. Ông Tang rơm rớm nước mắt nói, tôi thấy chưa bao giờ cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực lại có kết quả tích cực được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ cao như hiện nay có được điều này là sự chỉ đạo cương quyết không nể nang né tránh không bè cánh tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật của người đứng đầu đảng cộng sản việt nam đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng sự xúc động và tình cảm chân thành của người dân tây nguyên không thể giấu đi được khi họ phải chia tay với người lãnh đạo mà họ kính trọng và yêu mến. Những lời tiễn biệt này không chỉ là lời chào tạm biệt mà còn là lời tri ân và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp và sự quan tâm của Tổng Bí Thư đối với vùng đất và con người Tây Nguyên. Khắp nơi thấy lòng buồn nặng chịu. Sau 18 giờ ngày 19 tháng 7 và 20 tháng 7, người dân khắp nơi đã thay đổi dòng trạng thái trên các tài khoản mạng xã hội đổi hình đại diện màu đen hoặc cơ rủ để bày tỏ lòng tiếc thương trước thông tin tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Không chỉ các cơ quan báo chí đồng loạt chuyển giao diện sang màu đen trắng, mà nhiều trang Facebook cá nhân, fanpage cũng đồng loạt đổi màu đen để cơ rủ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên trang cá nhân của mình, nhà báo Đinh Hiền, báo Công an Nhân dân viết: Đối với nhiều người lúc này cảm giác như là mất đi người thân của mình vậy vĩnh biệt người cộng sản vĩ đại chúng con biết ơn người những dòng bình luận bên dưới dòng trạng thái của nhà báo đinh hiền có nhiều lời tiếc thương dành cho tổng bí thư nguyễn phú trọng thương bác một đời vì nước vì dân kính trọng và tiếc thương bác quá nghe tin bác ra đi thấy lòng buồn nặng trĩu trân trọng và kính phục bác một nhà lãnh đạo hết lòng vì dân trên trang cá nhân facebook nhiều người đăng ảnh Tổng Bí Thư trên nền đen trắng và với các dòng trạng thái đầy tiếc thương, xin vĩnh biệt người Cộng sản chân chính. Nhiều trang fanpage tràn ngập ảnh Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với nụ cười hiền hòa bình dị. Bình luận bên dưới những hình ảnh thân thương đó là những lời tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí Thư. Nhiều nhóm chat sáng đèn với những dòng tâm trạng buồn quá bạn ạ, buồn quá mọi người ơi trong các dòng trạng thái trên mạng xã hội nhiều người cũng bày tỏ mong bác yên nghỉ có người viết một vĩ nhân vì nhân dân vô cùng thương tiếc bác mong bác yên nghỉ một giấc ngủ nhẹ nhàng vì đã cống hiến cho dân tộc máu đỏ da vàng việt nam đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời bác nhiều bình luận được viết bằng những khổ thơ bày tỏ sự kính trọng tổng bí thư nguyễn phú trọng có người viết rằng bóng người dần khuất sau hoàng hôn con tim nơi ấy vẫn đỏ hồng, tình yêu tổ quốc luôn bừng cháy, hết lòng tận hiến với non sông. Kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt bác Nguyễn Phú trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, người cộng sản kiên trung và nhà lãnh đạo xuất sắc đã ra đi mãi mãi, dưới sự tiếc thương của gia đình, của toàn Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, người dân cả nước nói chung, người dân bình thuận nói riêng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô vàn khi một nhân cách lớn của dân tộc đã về với đất mẹ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Với 80 năm tuổi đời, hơn 56 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chăn trở tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa, lịch sử. Những cơn mưa, những ngàn giọt lệ, hòa cùng lòng người dưng dưng tiếc thương Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước ta một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam, một người con ưu tú của thủ đô Hà Nội, nếu chỉ dùng những từ như ngưỡng mộ, kính trọng, chân quý để miêu tả tình cảm của mình dành cho con người đáng kính ấy, có lẽ là chưa đủ. Cuộc đời là thế, ai chống lại quy luật tự nhiên? Còn các bạn có suy ngẫm gì về câu chuyện nụ cười tươi giói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời tiễn biệt nghẹn ngào của đồng bào Tây Nguyên? bạn muốn pkt làm về tiểu sử người nổi tiếng hay chính trị gia nào cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt